Đây pro, tại sao chúng ta lại đi tô điện nhỉ? Sao anh lại hỏi vậy? Nó tiện lợi, nó rẻ, nó không say xe và an toàn. Ok, ba cái đồ thì tôi đồng ý. Lo bị là phần say xe, nhưng mà an toàn thì tôi không chắc nha. Bởi vì thỉnh thoảng nếu có vài thanh niên cầu súng cầm rào đến đòi nó còn bát với nhau. Sao anh lại nghĩ vậy? Vậy thì hãy để tôi kể cho bro nghe về những pha combat nổi tiếng đình đình đùng đùng trên mạng của phim Hollywood và có thể là phim của một số người khác nữa. Đầu tiên, Captain Marvel. Trong bộ phim Captain Marvel, có một phân cảnh đánh nhau khá là trống vắng giữa một chiến binh trẻ và một bà cụ già. Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Thế mà phim vẫn kiếm được cả tỷ đô. À, hóa ra nó học cho nói từ Marvel. Hay đấy. Nhưng bạn sẽ không tin được rằng bà cụ kia mau chín vừa cơn nở già. Biết ông thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hài và bộ dạng những con đỏ sáng một vàng ngày hóa cho ta trên xe. Một trận solo combat giữa Captain Marvel và một bà cụ máu chiến trên tàu điện diễn ra trong vòng đúng một phút nhưng mà ấn tượng. Hóa ra bà cụ máu chiến kia chỉ là một tên người ngoài hành tinh cải trang. Nếu không thì bộ phim đã bị lên án và bị tẩy chay như ai đó. Kế tiếp, Wolverine. Ai chà, anh chàng máu chiến nó gần này thì thiếu gì cả đánh nhau nhỉ? Đúng không? Trong bộ phim Wolverine, người trồn, người xoáy ra mắt 2013 thì nắm đại Logan của chúng ta đã tiến vào chú em Nhật Bản đi gặp ông bà ông vải trong tàu điện siêu tốc. Một dinh nhân mạnh mẽ đánh nhau với vài thằng người thường nghe có vẻ hơi phèn. Nhưng mà cái hay của trận chiến lần này là Wolverine đã bị nước mì sức mạnh khá là nhiều đến rơi cổ băng. Nhưng cả hành động đánh đóm phải nói cực kỳ đẹp mắt và ảo mà, cực kỳ chất lượng luôn. Điểm nhón là khi Wolverine nối với thằng Nhật Bản ra ngoài tàu điện siêu tốc để xem thằng nào bị hất bay bởi lực quán tính thì phải. Bây giờ đừng hỏi tôi lực quán tính là gì, tôi học ngu lý lắm. Xem đứa nào bị thổi bay trước, đứa đi thua. Và tôi thì vẫn không thể nào quên được màn trồi mã lạo của chú Wolverine với mưa ảnh Nhật Bản. Thứ ba, Chainsaw Man và Katana Man. Trong tập 12 của bộ anime nổi tiếng nhất mùa này, Katana Man và Chainsaw Man đã có một màn tỉ thí trên tàu điện và chỉ ấn nặng. Đúng vậy đấy, đây là một chi tiết chỉ ấn đến một phim Spider-Man 2 của trận chiến với ai thì bạn cũng biết rồi nha. Katana Man, một kẻ đã lọc khiếu với quỷ Katana cho khả năng mọc ra những thanh Katana từ tay và đồ. Còn Chainsaw Man thì cũng tương tự như vậy, lọc khiếu với quỷ Chainsaw cho Denji khả năng mọc ra bán nước cửa từ đồ và tay. Nhưng có một điều khác là Denji là quan của ông tác giả nên phần thắng sẽ được đúng đoạt rồi. Trận combat thì cũng diễn ra không quá lâu, rất là nhanh gọn và trong vắn. Nhưng mà chủ yếu là để chia đến bộ phim Spider-Man 2. Nhưng mà tôi thấy cái tàu điện này giống với cái tàu điện của Captain Marvel hơn. Bởi Spider-Man không có cái ốc thùng gió mà Captain Marvel thì lại có. Kế tiếp, bác sĩ Chang với nhìn nhợ đời thì lại là một chi tiết liên hệ đến bộ phim Spider-Man 2 lần nữa. Cuộc chiến diễn ra trong một thế giới gương của bác sĩ Chang với hai nhân vật đang giật một chiếc hộp mà chỉ những ai xem No Way Home mới biết. Và ta cũng thử biết rằng hai nhân vật này không có thể giết nhau mà chỉ cố gắng để lấy cái hộp hồi. Và một cái tàu điện quen thuộc xuất hiện. Quen thuộc lắm. Một cảnh fan service của bộ phim chưa phá nhất năm 2021. Một trận đấu gợi nhớ đến Mike Combat của tiên sĩ bắt thuộc với Spider-Man. Còn tàu ảo ma này đã trở thành một sàn đấu cho hai nhân vật. Một người bậc thầy về công nghệ và một người bậc thầy về phép thuật. Ai thì thắng? Cô trả lời là người giỏi toán thắng. Square the radius. Divide by pi. Plot points along the curve. It's over, Parker. I'll come pick you up when it's done. Hey, Strange. You know what's cooler than magic? Math. Và cuối cùng, không thể quên trận đấu kinh điển của Marvel Spider-Man đối với tiến sĩ bạch tuộc trong tuyệt tác Spider-Man 2. Đây mới là một trận chiến đúng nghĩa, ác liệt, hồi hộp. Peter đã phải cố gắng để cho Void không bị thổi bay ra khỏi sàn đấu kinh điển này. Human Combat đáng nhớ, nó cũng phải kể đến phân cảnh kinh điển khi Spider-Man đã cứu cả đoàn tàu mất phần bằng cách biến mình thành một cái phần trên băng cơm. Điều khiến cho 7 phút đánh nhau trên tàu điện trở nên đáng nhớ chính là cảm xúc. Peter không vô tình gặp tiến sĩ bạch tuộc và tiến sĩ bạch tuộc cũng không vô tình gặp Peter, mà cả hai tự ý gặp đến nhau để giải quyết ân oán. Đánh dấu sự trở lại của Spider-Man sau một quãng thời gian Peter phải chật vật với cuộc sống mưu sinh. Oh, she'll be just fine. Let's talk. Cuối trận đấu, ta được nhìn thấy người dân New York biết được sự thật về Spider-Man và tận dụng nó như thế nào
bảo vệ Peter trước tiến sĩ Bartok. He's mine. If you want to get to him, you got to go through me. And me. Me too. Và đó là những màn combat 1-1 trên tàu điện. Và bây giờ hãy đi với tôi đến những bộ phim hành động nơi bối cảnh trên tàu. Chuyến tàu băng giá, một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi yêu thích nhất. Bộ phim nơi bối cảnh một trái đất đang bị bao phủ bởi băng hoa tuyết và nhân loại phải sống trên một con tàu đang chạy băng băng trên trái đất. Con tàu đã trở thành một quốc gia thu nhỏ cho phần còn lại của nhân loại. Con tàu phản ánh mặt tối của xã hội qua việc người giàu có và quyền lực sống ở đầu tàu và những con người nghèo khổ yếu ớt sống ở cuối tàu. Những kẻ đầu tàu thì được sống xa hoa vô quý như quý tộc, còn những con người ở cuối đầu tàu thì như những kẻ vô gia cư sống trong khu ổ chuột. Cuộc sống của nhân loại sẽ cứ như vậy suốt một thập kỷ cho đến khi người ở cuối tàu nổi dậy và nhuộm đỏ khắp con tàu này. Hàng trăm người với vũ khí thô sơ như búa, rìu rào đã nổi dậy dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Mỹ Cap Chris Evans. Bạn hãy thử tưởng tượng một toàn tàu cho hẹp trở thành một chiến trường cho vài chục người với những vũ khí như là búa rìu rào, những vật dụng thô sơ nhất của con người sẽ bị đầy trở thành một con tàu đẫm máu, tuyết sẽ được nhuộm đỏ. Bộ phim có những cảnh hành động đẫm máu nhưng nó vẫn giữ được cái bản chất của mình là một bộ phim khoa học viễn tưởng bí ẩn. Bạn sẽ hồi hộp với những bí ẩn của con tàu và thế giới trong phim. Con tàu do ai điều khiển? Càng đến đôi tàu, ta sẽ được nhìn thấy những gì? Kế tiếp, Bullet Train, một bộ phim hài hành động giải trí vô cùng chất lượng bởi vì nó có sự tham gia của Brad Pitt. Bộ phim sẽ mang đến cho bạn những màn combat và ảo thuật đậm chất châu Á với những miếng hài vô cùng duyên dáng. Vẫn là một con tàu siêu tốc của Nhật hội tụ những nền đánh thuế, mafia, sát thủ từ khắp các quốc gia Nga, Châu Phi, Mexico, Mỹ, các kiểu quan đa điệu. Nghe thôi, nào đủ biết, xương ngay tái đã có mắt rồi nhỉ. Và rồi, là những màn combat đánh nhau những bộ phim hành động nơi bối cảnh trên tàu mà tôi biết.